Cô chào tất cả các em. các em. thân mến, video bài giảng ngày hôm nay thì cô và Kem sẽ tiếp tục ở bài 8 với chủ đề cánh cửa mở ra thế giới, Ngữ văn 8 bộ sách chân trời sáng tạo. Và trong chủ đề này thì Kem đã được học hai văn bản thông tin. Văn bản thông tin giới thiệu về một cuốn sách chuyến du hành về tuổi thơ và một văn bản tiếp theo, một văn bản thông tin giới thiệu về một bộ phim mẹ vắng nhà và như vậy và hôm nay á thì chúng ta sẽ đến với văn bản thứ ba văn bản thứ ba với vai trò là đọc kết nối với chủ điểm à, có tên gọi là tình yêu sách vậy thì tình yêu sách kết nối với chủ điểm cánh cửa mở ra thế giới như thế nào và văn bản này thuộc thể loại gì có được là văn bản thông tin hay không thì cô và kem sẽ cùng đi tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay phần thứ nhất đó là phần trải nghiệm cùng văn bản trong phần trải nghiệm cùng văn bản thì trước hết chúng ta sẽ cùng đọc văn bản. Theo dõi các video của cô thì các em sẽ thấy là tất cả những phần chữ màu xanh dương trên màn hình ấy thì đó sẽ là phần mà các em sẽ uh, ghi chép bởi vậy mà các em sẽ vừa nghe video vừa có thể ghi chép tự học được rồi đấy. Đọc ý thì các em sẽ chủ động đọc trong sách giáo khoa cho cô. Để chúng ta sẽ đỡ mất thời gian phần thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về văn bản tìm hiểu sơ lược về văn bản với các câu hỏi trên màn hình như sau văn bản tình yêu sách của tác giả nào văn bản đó được trích từ đâu chính là hỏi về xuất xứ đấy thuộc thể loại gì và văn bản trên nói về vấn đề gì đó chính là những yêu cầu để chúng ta tìm hiểu sơ lược về văn bản kem à, sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi này trước hết tác giả đó là trần hoài dương xuất xứ xuất xứ của văn bản trích từ chuyện dài miền xanh thẳm văn bản trên thuộc thể loại chuyện như vậy em thấy là văn bản này kết nối với chủ đề thôi còn thể loại thì là rơi vào thể loại chuyện và chính là thể loại chuyện bởi vậy mà khi tìm hiểu văn bản này thì chúng ta lại bám vào đặc trưng của chuyện nhưng cũng không quên kết nối với chủ đề là cánh cửa mở ra thế giới các em ạ về văn bản trên nói về vấn đề đó là tình yêu sách của nhân vật tôi. thế vậy thì một văn bản tình yêu của uh, tình yêu sách ấy, thì cánh cửa mở ra thế giới đó là cánh cửa gì thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và khám phá vào văn bản hai đó là suy ngẫm và phản hồi. trong phần suy ngẫm và phản hồi, chúng ta sẽ sang phần một nhỏ là tình yêu sách của nhân vật tôi. ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi ở trên màn hình như sau. thứ nhất tình yêu sách của nhân vật tôi được thể hiện như thế nào trong đoạn trích trên tìm các chi tiết thể hiện rõ điều đó hai những hành động nào của cô uyên đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách của nhân vật tôi qua đó em nhận xét gì về nhân vật tôi và cô uyên à, đây là những câu hỏi để trước khi mà à, đọc một văn bản chuyện thì các em cần phải xác định được về nhân vật và ở đây chúng ta sẽ đi tập trung vào tình yêu sách của nhân vật tôi bởi vì nhân vật tôi là nhân vật chính các câu hỏi xoay quanh đều tìm hiểu về tình yêu sách của nhân vật tôi chúng ta sẽ cùng đi trả lời như sau tình yêu sách của nhân vật tôi được thể hiện qua chi tiết thứ nhất đó là hớn hở chạy tới xem ở thư viện ngày nào cũng như vậy mỗi khi mà thư viện mở cửa thì nhân vật tôi đều hớn hở để chạy đến để được xem sách và chiều nào thì cũng ngồi ở hành lang đọc ké sách của anh chị bởi vì không có thể thư viện thế nên là cô uyên không cho vào và bởi vậy mà cũng ngồi hành lang để xem để nghe ké các anh các chị đọc sách để thấy được cái tình yêu sách thể như thế nào thứ ba đó là tôi đã giúp cô thủ thư nhưng mà tôi đã giúp cô thủ thư mọi công việc từ việc sắp xếp sách vở sắp xếp sách cuối buổi thế rồi lựa chọn sách phân loại sách ra để thấy được tôi rất là yêu sách các bạn. Chi tiết thứ tư đó là uh, khi mà thấy quyển sách mới thì phấn khích đọc đọc một cách ngấu nghiến đấy. Mỗi khi mà thấy quần, uh, một cuốn sách mới được mang về thư viện thì đọc với một cách hăng say mê mẩn và đọc một cách ngấu nghiến và biển thứ năm luôn mong có thêm sách để đọc. Bởi vậy mà khi mà được cô thủ thư đồng ý cho đọc một cách tự do thoải mái thì tôi cảm thấy rất là phấn khích có thể đọc nghiền ngẫm đọc suốt cả ngày ngày nào cũng như vậy đó chính là cái tình yêu sách của nhân vật tôi như vậy qua những việc làm này ta có thể khẳng định là nhân vật tôi đam mê đọc sách đam mê đến mức mà luôn tìm mọi cách để có thể được đọc sách đấy khi mà không có thẻ thư viện thì tôi có thể ngồi ngoài hành lang để đọc ké các chị để đọc ké các chị rất may là thời gian đầu thì cô thủ thư chưa phát hiện ra thế sau đó ấy, thì dần dần ấy, thì tôi cũng đã quen dần được cô thủ thư à, và, và cô thủ thư ở đây chính là cô uyên ấy. thế và tôi đã giúp cô được rất nhiều việc và tạo được cái niềm tin của cô bởi vậy mà không cần thẻ thì vẫn được cô uyên cho mượn sách thậm chí mượn một cách rất là tự do đủ để thấy được lòng tôi rất là đam mê đọc sách và tìm mọi cách để có được sách để đọc khi có sách đọc thì đọc với một cái niềm say mê, đọc ngấu nghiệt, đọc không quên mất cả thời gian ngày này ngày nào cũng như ngày nào vậy. Đó chính là tình yêu sách của nhân vật tôi. Kem à, có thể thấy là chi tiết hình ảnh răng văn răng, phăng tin, cô Z, Uvarod, cứ lừng lững đi lại, nói năng buồn vui đau khổ ngay trước mặt tôi kia thiện điều gì về nhân vật tôi? Kem thấy rằng là đây là những cái chi tiết mà ở trong văn bản sau khi mà nhân vật tôi đọc những cuốn sách và cảm nhận được điều đó cảm nhận được hình ảnh răng văn răng à phong tin của z rồi govaros cứ lửng lững đi lại nói năng buồn vui đau khổ ngay trước bàn tôi đủ để thấy điều gì để thấy được là cái trí tưởng tượng rất là phong phú của cậu của, của nhân vật tôi à, sự say mê với sách của nhân vật tôi khi đọc sách ấy thì nhân vật tôi đã tưởng tượng ra hầu hết giống như các nhân vật đang hiện ra trước mặt mình nhập tâm vào cuốn sách và khi mà cuốn sách chưa đọc ấy, thì nó chỉ là một cái văn bản in thôi nhưng khi đã có người đọc rồi thì cuốn sách đó dường như đã biến mất đã chuyển hóa vào trong trang tâm hồn của nhân vật tôi và với cái sự tưởng tượng rất là phong phú thì nhân vật tôi đã mường tượng ra cái câu chuyện trong cuốn sách đó dường như là nó đang hiện ra trước mặt đã đấy đủ để thấy được là cái trí tưởng tượng phong phú nhưng cũng thấy được cái niềm say mê yêu sách của nhân vật tôi đến nhường nào à, để thỏa đáng được đáp ứng được cái niềm đam mê đó thì cũng cần có sự giúp sức của cô thủ thư đó chính là cô uyên và cô uyên có một vai trò rất là quan trọng đã giúp cho nhân vật tôi thực hiện được cái ước mơ thực hiện được cái niềm đam mê của mình trước hết kem thấy à, nhờ có sự giúp sức của cô uyên ban đầu mặc dù là cô không cho làm thẻ bởi vì là chưa có một niềm tin chưa có một cơ sở và chưa đủ tuổi để làm thẻ đó thế nhưng sau đó thì cuối cùng ý, thì cô uyên sẽ cho phép đi mua sách đi mượn sách Đấy, cho phép bởi vì cậu bé đã lấy được cái niềm tin của cô và cô thấy được đây là một người rất là yêu sách đam mê đọc sách và cuối cùng thì cô còn cho cả mang về nhà mang sách về nhà để đọc không chỉ là cho phép đi được mua sách được mượn sách mà còn cho phép mang cả sách về nhà để đọc để thỏa cái niềm đam mê đó vậy qua đây ta có thể thấy được cô uyên là người rất là hiểu chuyện à, tạo điều kiện và góp phần nuôi dưỡng cái tình yêu sách cho nhân vật tôi. Cô Uyên là một trong yếu tố có vai trò rất là quan trọng để thắp sáng cái niềm đam mê đó, để tiếp nối và tạo điều kiện cho nhân vật tôi thực hiện được cái đam mê đọc sách. Nếu như mà không có sự giúp sức của cô Uyên thì có lẽ là nhân vật tôi vẫn ấp ủ cái niềm đam mê nhưng chưa thể trở thành hiện thực được đó chính là à, những thông tin rất là cơ bản và chúng ta đã nhận xét được về nhân vật tôi cũng như là nhân vật cô uyên ở trong văn bản qua văn bản trên muốn gửi gắm đến thông điệp gì và em có đồng ý với ý kiến mỗi cuốn sách như mở ra cho chúng ta một chân trời mới hay không à, các em có thể thấy mỗi cuốn sách mở ra cho chúng ta một chân trời mới hay không qua văn bản trên ý, thì chắc chắn là các em cũng biết là cái niềm đam mê sách của nhân vật tôi hy vọng rằng sẽ truyền lửa sang chúng ta. Và mỗi cuốn sách như mở ra cho chúng ta một chân trời mới, chúng ta sẽ cùng đi khám phá nó. Thông điệp của văn bản Thứ nhất là sách mang đến cho chúng ta tri thức và bồi dưỡng tâm hồn. Tất cả những cuốn sách, cuốn sách văn học, toán học hay là những cuốn sách thưởng thức, những cuốn sách cung cấp các kỹ năng sống, thì tất cả những cuốn sách đó đều mang đến cho chúng ta tri thức, hiểu biết nhưng đồng thời bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách của một con người các em ạ. Đây là cái thông điệp thứ nhất mà văn bản đã gửi đến. Thứ hai, đó là cần nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách. À, nhân vật tôi ở trong câu chuyện là một minh chứng. Và cái niềm đam mê đọc sách ấy, chính là đã bồi đắp thêm tâm hồn của cậu. Các em có thể thấy, mỗi một cuốn sách sẽ mở ra cho chúng ta một chân trời mới, một hiểu biết mới, cái đam mê đọc sách và để sau này á nhờ có việc đam mê đó mà cái trí tưởng tượng của cậu bé ngày càng lớn, ngày càng phát triển. Để rồi khi đọc sách cậu đã mường tượng ra những câu chuyện dường như hiện ra trước mắt, giống như các nhân vật đang đi lại ngay trước mắt của bản thân mình. Và cái thông điệp thứ ba, luôn tạo mọi điều kiện để các bạn nhỏ được làm quen và đọc sách mỗi ngày. Thì nhân vật cô Thủ Thư, cô Uyên ấy, ở trong, trong văn bản chính gửi đến chúng ta bức thông điệp đó tạo điều kiện để các bạn nhỏ được làm quen và đọc sách mỗi ngày các bạn bởi vậy bởi vậy mà các em thấy rằng là, là hiện hiện nay á, thì ở hầu hết các thư viện nhà trường à, ở hầu hết nhà trường đều có các thư viện sách và các thư viện này sẽ tạo điều kiện để cho học sinh à, những bạn mà có đam mê đọc sách các em có thể đọc sách mỗi ngày đó chính là thông điệp của văn bản các em thấy rằng là cô xin lỗi cô quay trở lại phần này các em có thể thấy rằng là mỗi một cuốn sách sẽ mở ra chúng ta một chân trời mới đây chính là ý kiến rất là đúng đắn và chúng ta sẽ cùng đi lý giải các em biết là mỗi một cuốn sách sẽ giúp cho các em khám phá một cái chân trời khám phá một câu chuyện khám phá một mảnh đời một nhân vật đó và mỗi một cuốn sách không chỉ là cung cấp cho các em hiểu biết mà còn giúp cho các em nhận thức được cái đúng, cái sai, cái tốt, cái đẹp và những cái chúng ta cần phải xa lánh. Các em có thể thấy một một bất kỳ một văn bản nào, bất kỳ một cuốn sách nào cũng bồi đắp cho chúng ta tình yêu thương, bồi dưỡng cái tình yêu thương giúp cho chúng ta gần gũi hơn. Như vậy thì nó không chỉ là cung cấp chúng ta hiểu biết mà nó còn bồi đắp tâm hồn. Bởi vậy mà mỗi một cuốn sách mở ra một thế giới và đó cũng chính là lý do mà văn bản, à, văn bản tình yêu sách được xếp vào chủ đề đó là cánh cửa mở ra thế giới. Vậy cánh cửa mở ra thế giới chính là sách. Chỉ có đọc sách thì vốn hiểu biết của các em sẽ được mở rộng. Đó chính là cái thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến cho chúng ta. Chúng ta sẽ sang phần 3, phần luyện tập và vận dụng. Trong phần này thì hãy kể tên những câu chuyện hoặc những cuốn sách mà em đã từng đọc. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ, chia sẻ cho nhau, cùng chia sẻ cho nhau những câu chuyện mà các em đã từng đọc để cho mỗi một bạn đều được mở rộng cái tầm hiểu biết và à, những cái cuốn sách hay có thể giới thiệu cho bạn bè để bạn bè có thể tìm đọc. Vừa là mở rộng hiểu biết, mở ra cánh cửa thế giới, vừa là để bồi đắp tâm hồn của chúng ta. Hãy viết một bức thư gửi bạn thân kể về một câu chuyện, một cuốn sách mà em tâm đắc hoặc là giúp em hiểu biết hơn về thiên nhiên và con người. À, các em đã đọc cuốn sách nào mà giúp cho mình có hiểu biết hơn về thiên nhiên và con người thì hãy về một bức thư gửi bạn thân để kể về một câu chuyện đó để cho bạn thân cũng có những cảm nhận giống như mình. Và những nội dung này các em hãy tự luyện để có thể mở rộng vốn hiểu biết và hãy tích cực đọc sách mỗi ngày để bồi dưỡng cả tâm hồn chúng ta bài học ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe chào và hẹn gặp lại các em